Tiếp nối chương trình trên Tâm Thức Việt TTV, anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả blogger viết từ Sài Gòn đăng trên Đài Á Châu Tự Do. Dốt nát cộng với độc đoán sẽ thành giết người. Sự dốt nát mà tôi muốn nói đến ở đây không phải là thiếu kiến thức, thiếu trình độ, mà là sự thiếu kiến văn, thiếu tầm nhìn và thiếu nhân tính. Một khi nhân tính không có, chưa được sống trong môi trường dân chủ và phải chịu độc đoán độc tài quá lâu, người ta sẽ định nghĩa về tự do dân chủ bằng con mắt độc tài, bằng hệ quy chiếu của kẻ quen áp đặt. Trường hợp Thủ tướng Phạm Minh Chính là một ví dụ rất điển hình. Trong lần chống dịch thứ tư, hay nói chính xác hơn từ khi ông Chính lên làm Thủ tướng, tình hình dịch giả thay đổi một cách bất thường. Trong lúc dịch của khu vực đang giảm thì Việt Nam lại tăng đột biến. Điều này khiến tôi nhớ đến câu, nếu cột điện Mỹ có chân, nó sẽ chạy về Việt Nam của cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nói thì nghe khôi hài, nhưng ông Phúc có cái lý, cái tự tin của ông ta, bởi ông ta có cách chống dịch khoa học và nhân văn hơn. Ông ngăn chặn dịch từ bên ngoài chứ không nhốt dịch thành từng chuồng trại ở bên trong như ông Chính sau này. Khi ông Chính lên làm Thủ tướng không bao lâu thì dịch hoành hành, và tính cách độc đoán, cá tính thổ ti miền núi Thanh Hóa của ông Chính đó thể hiện rất rõ. Xin nhấn mạnh nha, cá tính thổ ti đó, những kẻ có quyền lực của các tộc người thiểu số chứ không phải người dân Thanh Hóa thì cũng không đến nỗi đâu. Độc đoán, ôm đồm và toàn trị. Vì sao tôi nói ông Chính độc đoán? Bởi tất cả các hành vi của ông trong chống dịch, tôi dám nói một điều rằng ông làm mít lòng không ít những người cấp dưới bởi cái cách đe nẹt, chỉ mặt và nhúng tay quá sâu vào công cuộc chống dịch địa phương. Ông cứ nghĩ Sài Gòn cũng giống như miền núi Thanh Hóa, nhà cách nhà, vườn cách vườn cả vài trăm mét, không khí thoáng đãng mát mẻ và người ta có thể ra vườn vạch quần mà đái. Chính cái cách nghĩ thô sơ này đó dẫn đến quyết định phong tỏa tối đa Sài Gòn. Nếu cơ quan chấp pháp không phong tỏa nổi thì đưa quân đội vào phong tỏa. Và phong tỏa quyết liệt đến mức cả bí thư Sài Gòn cũng than thở rằng cách ly tìm ra F0 rồi đó mà chẳng biết làm gì nữa. Câu nói này hàm ý rằng ông ta, quyền lực cao nhất Sài Gòn cũng không biết mình phải làm gì, chỉ biết làm theo chỉ đạo của bên trên. Rõ ràng ở đây, ông Chính là kẻ độc đoán, là kẻ chỉ đạo tối cao để phong tỏa Sài Gòn, để đưa đến hậu quả chết gần 20 mấy ngàn người. Không ai khác, chính là ông Chính. Và hầu hết các cuộc họp trực tuyến, ông Chính hỏi các lãnh đạo địa phương về số ca mắc trong ngày, tình hình chuyển biến dịch. Nếu lãnh đạo nào mà không trả lời kịp thì bị ổng quở trách, nói giễu cợt. Một cung cách làm việc nếu nhìn qua thì thấy có vẻ nghiêm túc đó, bám sát thực tế, nhiệt tình đó. Nhưng mà kỳ thực nó lại che giấu bên trong cái sự ôm đồm và coi thường cấp dưới, một kiểu làm việc mang màu sắc quân phiệt. Bởi việc cấp dưới chưa cập nhật được tình hình dịch bệnh, báo cáo chậm, báo cáo dựa vào số liệu của trợ lý là chuyện bình thường. Vấn đề giải quyết nó như thế nào mới là quan trọng kìa. Ở đây, ông Chính đưa ra chỉ thị, đưa ra chương trình chống dịch chung và cụ thể cho cả nước, rồi áp đặt cho mọi nơi đều dùng chung một kiểu. Công việc của lãnh đạo địa phương là cập nhật mỗi ngày, báo cáo nhanh gọn cho ông. Cách làm việc này lấy mất khả năng ứng biến tại chỗ của lãnh đạo mỗi địa phương và biến các lãnh đạo địa phương thành một loại báo cáo viên, một con vẹt có thẻ. Và khi hàng chục ngàn cái chết xảy ra, khi hàng chục ngàn người lây lất đói khổ, hàng chục ngàn người chạy về quê như thú hoang chạy cháy rừng, hệ lụy không biết đâu mà lường, thì ông Chính mới tạm dừng cái kiểu giới nghiêm khoanh vùng phong tỏa lại. Kết quả là gì? Là mặc dù dịch vẫn tràn lan, F0 đầy rẫy, nhưng gần một tháng qua không có tình trạng chết chồng chết chất như ở Sài Gòn cái lúc bị phong tỏa kia. Và nếu không lầm thì người chết vì dịch giả đó đã giảm xuống cái mức tối thiểu. Điều này cho thấy là biện pháp chống dịch trước đó hoàn toàn thất bại và có tác dụng ngược. Nhưng với bản tính cố chấp, ông Chính vẫn chưa có giảm, ông vẫn tiếp tục ra lệnh rà soát tiêm vaccine bằng mọi giá, đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tìm cho ra và tiêm. Người nào mà không tiêm thì dùng biện pháp mạnh, chẳng hạn như chữa bệnh tự trả tiền. Tôi xin trích văn bản cái cuộc họp mới đây nhất nhé. Chỉ đạo tại cuộc họp toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tiêm vét vaccine. Ai chưa tiêm buộc phải tiêm, ai cương quyết không tiêm thì phải xử lý theo quy định của pháp luật, như không tiêm thì chữa bệnh phải trả tiền.
Kết luận cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch COVID-19 ngày 10 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung làm bằng được trong thời gian tới, đó là kiểm soát rủi ro, giảm tối thiểu tối đa các số ca chuyển nặng và tử vong, đồng thời đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người, thần tốc hơn nữa trong chiến dịch tiêm chủng với mục tiêu lộ trình cụ thể cho từng nhóm độ tuổi. Trích nguồn từ báo Người Lao Động. Đến đây thì thực sự lòi cái dốt căn bản của một người ngồi vào cái ghế thủ tướng. Vì sao? Vì khi trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông nước ngoài, ông Chính từng định nghĩa dân chủ là mọi người có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở. Điều này khiến tôi giật mình. Mà không riêng gì tôi giật mình đâu, bởi cái cách định nghĩa về dân chủ như thế này đã kéo đất nước thụt lùi ít nhất cũng nửa thế kỷ. Cơm ăn, áo mặc, nhà ở là nhu cầu tối thiểu, là nhu cầu tối thiết. Con gà, con vịt, con chó, con mèo, bất kỳ con vật nào cũng cần cơm ăn và nhà ở cũng vậy. Về áo mặc, con người mặc áo quần, con vật thì mặc bộ lông, nó cũng cần bộ lông sạch và đẹp vậy. Những thứ mà ông Chính nghĩ là dân chủ đó thực ra thuộc về nhu cầu và bản năng tự nhiên. Nó không phải là khế ước của một xã hội văn minh. Dân chủ là một khế ước, là cách định nghĩa về chỗ đứng cùng với các giá trị liên đới của con người trong xã hội loài người, một xã hội văn minh. Và dân chủ không phải là cơm ăn, áo mặc hay nhà ở, mà là chỗ đứng, vị trí công dân, vị trí nhân phẩm, vị trí tiếng nói của công dân, tự do ngôn luận, tự do thiết lập hội nhóm. Có cả 1001 các tiêu chí dân chủ mà bất kỳ một nhà lãnh đạo hiểu biết tiến bộ nào cũng phải nắm rõ, trừ các nhà lãnh đạo độc tài ở các quốc gia lạc hậu. Câu định nghĩa về dân chủ của ông Chính đó, vô hình trung đẩy đất nước về cái chỗ ngu dốt và lạc hậu. Bởi dù muốn hay không, lúc này ông cũng là gương mặt đại diện quốc gia. Và cái cuộc họp gần đây nhất về vấn đề tiêm vaccine cho nhân dân theo cái kiểu áp đặt, ấy, đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người của ông Chính, càng chứng minh rõ hơn cái thứ tư duy độc đoán, nông cạn và không có dân chủ của ông. Vì sao tôi phải nói nặng lời như vậy? Vì quyết định chỉ thị và mọi áp đặt của ông lúc này có liên quan đến hàng triệu mạng người chứ không phải là con gà, con chó, con lợn. Và quan trọng hơn cả là thứ tư duy phi dân chủ của ông đã đưa đến quyết định này, một quyết định mà người dân chỉ thụ động, hoặc sống hoặc chết. Sự sống và cái chết của người dân nằm gọn trong tay Phạm Minh Chính. Rõ ràng, ở đây thiếu một động tác vô cùng quan trọng, đó là cam kết từ phía chính phủ và phía nhà sản xuất vaccine. Nếu tiêm vào mà chết thì họ đền bù như thế nào? Bởi vaccine bán lấy tiền, đây là sản phẩm y tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho con người. Khi tiêm gây tử vong thì người bán và người tổ chức tiêm phải chịu trách nhiệm chứ. Đây là vấn đề vô cùng lớn, không có đơn giản chỉ hỗ trợ vài chục triệu mua quan tài được. Thủ tướng phải có chính sách như thế nào để đảm bảo mạng sống cho người dân? Người ta đang lành mạnh không bị nhiễm COVID-19, mà có bị nhiễm thì cũng chưa chắc đã chết nha. Đùng cái anh bắt người ta đi chích vaccine, tử vong thì anh ném cho vài chục triệu ra là xong sao? Cái cách làm việc vô trách nhiệm, vô lương tri như vậy có phải là cách làm việc của một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm theo cái cách nói của các ông không? Ông ra lệnh, mà rõ ràng ở đây là ra lệnh, phong cách làm việc của ông Chính thiên về ra lệnh và áp đặt. Nếu như ai chống đối không chích vaccine thì dùng biện pháp mạnh, buộc phải tiêm, chữa bệnh phải trả tiền. Rõ ràng, cái lệnh này nó có hai vấn đề. Thứ nhất là Thủ tướng Phạm Minh Chính phạm pháp mà ông vẫn dùng, vẫn cứ ra lệnh áp đặt người dân tiêm vaccine. Mà vaccine không có bảo đảm có miễn dịch hay không, không có bảo đảm có sốc phản vệ hay không. Bằng chứng là có nhiều người chết vì sốc vaccine và có nhiều ca F0 sau khi tiêm mũi 2 luôn rồi. Như vậy thì việc áp đặt tiêm này nó nhằm mục đích gì và nó có tác dụng gì? Thứ hai, ông bắt người dân phải cam kết tự trả tiền chữa bệnh nếu không tiêm. Thế cơ quan y tế, chính phủ có cam kết nếu người tiêm bị sốc phản vệ, bị tử vong thì nhà nước, chính phủ và bản thân ông Chính người ra cái lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chưa? Mấy ông có chịu trách nhiệm trước pháp luật không? Ông không thể bắt hàng triệu người dân phải chịu trách nhiệm khi chống lại cái chủ quan áp đặt và thiếu hiểu biết của ông, mà ông thì lại không chịu trách nhiệm nào trước dân dân về những cái việc đó. Không thể được. Ông có chịu trách nhiệm nào trước nhân dân hay không? Và ông có biết ông đang phạm luật không? Đó là luật bảo hiểm y tế. Khi người dân tham gia bảo hiểm y tế, họ sẽ được chữa bệnh bằng chính bảo hiểm y tế của họ. Và đây là cái quyền tối thiết của con người. Ông không thể can thiệp vào vấn đề chi trả từ cơ quan bảo hiểm y tế được. Bởi ở đây, đó, ngoài yếu tố y tế cộng đồng, nó còn là hợp đồng kinh tế giữa cá nhân với cơ quan bảo hiểm. Người ta bỏ tiền ra mua cái gói bảo hiểm y tế cho bản thân. Khi gặp sự cố sức khỏe, cơ quan bảo hiểm y tế phải chi trả. Đó là nguyên tắc pháp luật. Ông căn cứ vào đâu để can thiệp vào mấy cái chuyện này? Ông bà nói rằng, cha nó lú thì có chú nó khôn. Tôi không tin rằng ông Phạm Minh Chính có thể một tay khuấy nước chọc trời, gây tổn hại nhân mạng không biết bao nhiêu cho nhân dân và
mà các ủy viên Bộ Chính trị không nhìn thấy hoặc là nhắm mắt làm ngơ. Và vấn đề chống dịch ngoài ý nghĩa bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, thể hiện tính nhân đạo của nhà nước, chính phủ, thì đó còn là một vấn đề chính trị, một hành động chính trị. Đảng tốt đẹp hơn hay xấu đi, trở nên dốt nát trong mắt người dân lúc này đều phụ thuộc vào cái cách hành xử trong chống dịch, trong lúc dầu sôi lửa bỏng này này. Bởi suy cho cùng, nhân dân bây giờ hiểu biết và tiến bộ gấp nhiều lần so với nhân dân của những năm 80, 90 hay 2000 rồi. Đó là sự thật. Đừng có để mọi sự trở nên quá muộn màng. Đừng có đẩy nhân dân trở thành những con vật nằm kẹt cứng trong chuồng trại, bởi không có gì đáng sợ hơn những con vật đã quá sợ hãi được sổng chuồng. Hãy hiểu rằng nhân dân là con người, những con người tiến bộ và nhân ái. Anh Chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.